với nhiều cung bậc cảm xúc trong lần đầu tiên tham gia chương trình Cha Con Hợp Sức, bà nội Kim Xuân và cố Kiều Mai Lý ngày càng hiểu cháu nhiều hơn và rất hạnh phúc khi được một mình ở bên và chơi đùa cùng cháu. Dù thời gian 2 ngày 1 đêm gần hết rồi, nhưng chắc chắn những khám phá bất ngờ về các cháu nhỏ vẫn chưa hết đâu. Bà nội và cố hãy chờ nhé! Sau khi nghe mỗi câu đố do chương trình đưa ra, hai bà sẽ phất cờ giành quyền trả lời. Nếu trả lời sai, thì đội đối phương có quyền trả lời. Nếu trả lời đúng, thì cháu có quyền vẽ một nét lên mặt bạn. Tổng cộng có 10 câu hỏi, đội nào có nhiều đáp án đúng hơn sẽ được một huy hiệu. Bây giờ mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa con? Sẵn sàng chưa? Ngày xưa bà từng chơi trò này chưa? Hồi đó thì thật ra cô Xuân là chơi bún lỗ tai. Mà lỗ tai là cái nơi mà nó rất là mềm và nó dễ đau lắm. Bắt đầu mình chơi mà thí dụ mình ăn á, mà mình búng bạn mình á, thì mình búng cũng búng nhẹ thôi, cũng sợ bạn đau. Nhưng mà không ngờ khi bạn ăn á, bạn búng một cái đỏ. Lọ nghẹ thì thường là con trai. Con trai chơi lọ nghẹ. Nhưng mà ở đây thì có hai cậu con trai này cũng dễ sợ lắm. Thành ra cái lọ nghẹ này cũng là một cái trải nghiệm thú vị hôm nay đây. Cô thì nói đúng, tánh tình của cô cũng hơi giống con trai nhiều, cho nên là cô thích chơi cái trò này hơn là cái búng cái lỗ tai, là tại vì cô sợ đau lắm. Nhưng mà mình nó quẹt người ta đó thì mình quẹt chứ bằng nó hơi hơi đen thôi. Tới phiên mình một cái là người ta quẹt cái mặt mình lắc y như con mèo. Có răng mà chẳng có mồm, nhai cỏ nhồi nhồi, cơm chẳng chịu ăn là cái gì? Cái máy kêu là cái máy gì ta? Cái máy xay à? Không phải máy xay. Sao nói cái này khó dữ vậy? Lưỡi liềm. Cái lưỡi liềm. Đó, con có quyền quẹt lỗ nghẹ. Con chấm cái con quẹt nhẹ bạn thôi nha. Quẹt nhẹ thôi. Con kiếm chỗ nào nhẹ nhẹ cho bạn thôi, đừng làm đậm lắm. Thôi làm trên tay. Rồi, con từ từ thôi. Từ từ thôi. Rồi. Có đầu mà chẳng có đuôi, có một khúc giữa, đúng đuôi lại mềm là cái gì? Có đầu mà chẳng có, mà không có đuôi. À rồi, cô biết. Cô biết tôi à, vậy hả? Cái đòn gánh. Chính xác, chính xác. Con đừng nhiều lắm. Rồi, từ con điểm tìm điểm khác. Vệt lọ nghẹ thứ hai vẫn rất nhỏ. Xem ra Suri còn khá là nhẹ nhàng với anh bạn Rio đấy. Hồi đó tới giờ cô mới nghe được những cái câu đố này, cho nên suy nghĩ nó hơi chậm một chút, nhưng mà vui lắm. Nhưng mà những câu hỏi này thì nó ngộ ngộ. Nhưng những câu đố như vậy mình chỉ cần nhanh tay chút xíu, rồi trong lúc mình nhanh tay là mình suy luận ra, là thì tôi thấy cũng tương đối cũng có thể giải được. Tối ngày lo việc nước, vất vả sống con người, một thân đơn chiếc quanh đời, vui thời ai biết, buồn thời ai hay. Là cái nữa hả? Đó là cái gì? Cái thùng có cái sợi dây thả xuống múc nước. Là cái thùng đó. À đúng rồi. Tới con đi, con quẹt. Quẹt đi à? Ngồi yên. Ai trời ơi. Nói con có rồi, bây giờ con đóng đó. Đó. Thôi. Đừng bôi. Chơi mà. Chuyện cành mau lẻ, có cái đuôi bông, hạt rẻ ăn là con gì nhỉ? Nhưng mà cô cần. Con sóc. À, cái đuôi bông mà. Cái đuôi bông. À, con sóc. Thì sao? Chết nhà, nó biết rồi. Trời ơi, con ác với bạn quá. Con gì là loài ngựa, nhưng lông vằn trắng đen, ăn lá cây cỏ dại, sống là được vui. Xin mời cô Mai Lý. Con ngựa rằng. Chính xác.
vừa rồi Rio đã bị quệt một vết rất to. Liệu khi cơ hội đến, anh chàng có biến khuôn mặt điển trai của anh Suri thành lọ lem không? Đừng có bôi, Suri đừng có bôi, Suri đừng có bôi. Lâu nhỏ mà có bốn chân, đừng đẩy tên nọ khi cần bắn ngay. Mà có gì? Con nhím. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Thấy không, con thấy anh để yên không? Đừng để yên, lát nữa mình mới đếm được bao nhiêu cái nha. Con gì mà nhất tâm chơi, kêu giả giả gọi mời hè sang. Con ve. Trời ơi, biết nhiệm vụ rồi, trời ơi. Bên kia con, bên kia. Bên đó, đó, đó cũng được. Thôi tụi nghiệp anh quá con. Một mẹ từng có 6 con, yêu thương mẹ sẻ nước non vơi đầy là cái gì? Mình không ai đi à? À, bố cắt trà. Đi ra. Mình thấy chưa, phải để cho anh làm chứ. Đúng rồi, ai một cái thôi thì làm một cái được rồi. Bình thường đọc là u, đi quay ngược lại u ra chữ gì? N. Chấm đi, chấm thoải mái, không quẹt thoải mái, không quẹt thoải mái. À, đầu tiên là Suri rất sợ quẹt, tại thành ra cứ mắc cỡ hay quẹt lên là đưa tay quẹt mất rồi. Nhưng mà từ lúc mà thấy anh Rio mà nghĩa là gương mặt là đầy đủ hết, thế là Suri cũng muốn thể hiện giống anh. Ơi, nó tự quẹt luôn, nó tự quẹt cho bằng luôn kìa. Suri tự quẹt, nghĩa là thắng thua gì không biết, nhưng mà lấy quá trời quẹt quẹt. Con biết chữ y mà con đâu có nói đâu, tại vì cái đố này của bà cố mà. Một nét thẳng đứng nghiêng chào y. Trời ơi, nó cầm sẵn không à. Con ơi, bên má bên đây, bên đây, bên đây, bên đây. Đưa mặt cho em con. Ừ, nhẹ nhẹ rồi. Thôi đó, để chấm một rồi thôi. Nguyễn Tần, em tập cho quyết đi một nửa sẽ cho cái gì? Được không anh? Chữ C. Chính xác. Ngồi yên, ngồi yên, ngồi yên, ngồi yên để anh xử con. Ngồi yên, ngồi yên. Đúng rồi, xử em. Xử, xử. Hai anh em giống nhau, hai anh em giống nhau, hai anh em giống nhau. Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. Ba anh cùng giống cái mình, tròn xe như trái chú gà nhà ai? Một anh đội mũ thật hay, anh kia làm biếng, cô thời chơi dâu. Đúng không ạ? O, O, ơ. Chính xác, nhưng mà không biết xác. Chấm đầu cũng được hết trơn á. Ở nhà cung ba bốn con diêu nhân, con có hợi gì hết, chúng diêu nhân y chang à. Không chống diêu nhân chút nào, y ghê lắm. Chúng con mèo á. Con bây giờ con trả lời nội. Con thấy mặt anh Rio mà quẹt gì thì con thấy thế nào? Đẹp. Đẹp. Đẹp rồi, mặt con có đẹp không? Không quá. À, trời ơi, anh Rio nó mặt con xấu quá kìa. À, ờ. Mèo vậy. Ừ, như con mèo. Trời ơi. Trời. Nhất siêu nhân lắm. Dù giống mèo hay siêu nhân thì khuôn mặt của cả hai bạn nhỏ đều rất ấn tượng. Kết quả trong nhiệm vụ này, nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân đã nhanh tay phất cờ và giải đáp chính xác 8 câu đố. Còn nghệ sĩ Kiều Mai Lý cũng giải được 4 câu, cứu nguy phần nào cho cháu cố Rio khi bạn Suri tấn công quẹt lọ nghệ liên tục. Và cái trò chơi này đó là khi cô còn nhỏ xíu giống như Rio là cô đã chơi rồi, nhưng mà mấy chục năm nay thì không có thấy nữa, nhưng mà hôm nay lại tái hiện lại cái này thì trong lòng cô rất vui, giống như mình hồi còn nhỏ vậy đó.
Thành ra khi mà thấy mình nói chặt một cái mà để cho Rio bị quẹt cái này thì mình nó thương quá, cháu nó chịu cho mình thấy thương quá. Các cháu đã tham gia vào cái trò chơi này rất là hào hứng. Mà đây cũng là một cái trò chơi dân gian ngày xưa thú vị lắm. Tôi nhớ là mấy cái bạn trai hồi xưa mà mỗi chơi mà mỗi lần nhìn nó quẹt có chữ luôn, quẹt thành chữ trên mặt luôn. Thành ra nhìn hai cháu vậy tự nhiên nhớ lại những cái trò chơi dân gian mà nó đã qua rồi mà giờ có nhiều trẻ em không có nhớ. Thì hy vọng là các bạn nhỏ sẽ thấy đây là thứ nhất là vừa bổ ích về kiến thức, thứ hai là sẽ gợi nhớ lại những cái trò chơi ngày xưa. Mỗi đội hãy bốc một lá thăm chủ đề hóa thân là cô gái 18 hoặc ông già 70 tuổi. Cháu hãy cùng bà chọn đồ hóa trang thành nhân vật mà mình đã bốc thăm. Trong vòng 20 phút, cháu và bà phải tập trung về đích. Để biết được số điểm trong phần hóa trang, mỗi cháu hãy đi tìm và thuyết phục 5 khách mời về làm ban giám khảo chấm điểm cho phần hóa trang của bà. Trong 10 phút, thuyết phục đủ 5 người khách sẽ được một huy hiệu. Lưu ý, 10 khách mời sẽ giơ tay bình chọn cho phần hóa trang của mỗi đội. Đội có người giơ tay nhiều hơn thì được một huy hiệu. Rồi bóc nào, rồi bóc đi. Rồi bóc đi con, xuống đây. Rồi, ra đây. Kéo xuống. Ông già 70 tuổi. Cô gái 18. Trời ơi trời. Rồi, rồi. Trời ơi trời ơi trời ơi. Điều đầu tiên tôi chọn cái này. Rồi, mình tìm bông đi. Bông cô gái 18 hả? Rồi con cầm một cái. Cô gái 18. Coi đồ già ở đâu. Ở đây nè, đúng rồi. Già 70 tuổi. Bận cái này là được rồi đây. Mà cố quậy quá trang hình ông già 70 chứ quậy. Ông già 70 phải không? Rồi bây giờ đồ đàn ông lớn già đâu? Phan để bà cố đi kiếm coi ông già. Cái này. Mà cái nào? Mà cái này hả? Này sao giống áo tắm quá vậy? Mà cái này nha. Nè. Rồi, một cái này. À dưới này phải không? Rồi, đi dưới này con. Dạ, để coi mặc cái gì mới được đây. Tôi có mặc đồ dài vàng một chút. Cái quần bên kia. Cái quần bên đây hả? Quần bán bên đây. Cái quần bên đây. Dạ, không biết có vừa không đây. Mấy cần dây nịt nữa. Rồi dây nịt nữa đúng đây, rồi. Đây con đi tìm dây nịt cho bà cô. Không biết chỗ bán dây nịt. Đây. Khoan, nhưng mà mình phải đi kiếm quần trước đi, quần áo trước đã rồi mới... Quần áo thôi quay lại. Rồi con kiếm cái áo nào cho bà cố đi. Cái áo nào mới màu thiệt là già đi. Từ từ đi. Ồ cái này hả? Cái này cũng được ha. Cũng thấy già rồi, đúng rồi. Rồi chọn cái này cho con nha. Rồi, ok. Quần đây nè. Cái quần này đây hả? Rồi cái quần này. Con ra lấy dây nịt nha. Con ra lấy dây nịt. Rio tư vấn thì cái này nhưng mà cô thấy nó còn trẻ quá, chưa có được già lắm. Vậy thôi mình đi kiếm cái già già hơn cái nữa đi. Cái gì nữa ha? Màu sắc lên, gái 18, cái váy nào đây? Cái này là mấy cái áo đầm. Hay là cái này? Hy vọng. Thế là cái này ta. Hỏi này nè, Suri. Váy nào? Váy đỏ ha. Suri chọn váy đỏ ha. Rồi. Cái đầm này nữa nè. Ủa, mặc cái đó họ không vô. Cái này với cái này thì vô, chứ cái đó không vô. Được rồi nha. Cô ơi, cho con mượn dây nịt con diễn nha. Cho bà cố con diễn. Dây nịt nè. Cái dây nịt nữa đó hả? Trời ơi, phải có cái dây nịt nữa. Nhưng mà con chọn cái bộ hồi nãy mà cô thấy còn trẻ quá à, không được. Kiếm cái áo dài dài đi, cái quần thì được rồi. Vô thấy sao? Thấy cái áo này gì được không? Cái áo này thì... Thấy già không? Không. Không già hả? Trẻ quá. Trẻ quá hả? Vậy thôi mình đi kiếm áo nào già hơn đi. Áo này nè. Áo này đó hả? Áo này thì trẻ quá cũng không được. Áo này được không? Áo này cũng không được. Đó, khóa cái áo này vô thì thấy già già, được một xí. Kiếm một đôi giày bốt ở đâu?
Đây, quá trời giày luôn nè. Giày ơi là giày mà không thấy giày bốt. Giày bốt đâu? Ngồi đây nè, mệt quá. Con ngồi đi. Để nội đi tìm giày bốt nha. Bà có ơi, còn thiếu cái mũ nữa. Rồi đi mình đi đây mình kiếm cái mũ nữa ha. Đi, đi tìm kiếm cái mũ. Mũ coi. Còn đôi giày nữa bà cô. Kiếm giày nữa. Kiếm giày rồi kiếm mũ nữa ha. Cái mũ đội á. Ừ, đúng rồi, cái mũ đội. Đôi giày. Đôi giày của mấy người già 70 á con. Con rồi nó có cái mũ ở đâu con? Bên kia. Rồi, cô mượn luôn ha. Rồi, cảm ơn con. Từ từ con. Đây nè cô. Từ từ con. Đôi cái mũ ở trên này nè. Đó. Vậy được không? Già chưa? Cũng trẻ vô thử. Rồi mình phải vô thử, đúng rồi. Có mua đồng hồ hay mua mắt kiến gì không? Nè, con chọn lựa đồng hồ này nè. Cất lại mà cố ơi, cũng đúng. Không cất, bỏ rồi, bỏ cất lại đi, cất lại. Hai bà cháu, đi ra, đi nghe. Rồi, đi. Ra lấy dây đeo nha. Đeo sợi dây này, nhưng mà đeo sợi dây này vẫn chưa đủ. Chắc là phải đi tìm một sợi dây nữa. Rồi, vẫn chưa ra tin đâu. Bên đây một cái. Khoan. Ok. Suri ơi, đi con. Nội giả làm. Nội giả làm cô gái 18 tuổi. Trời ơi, nó kiếm đồ rồi chị. Đây bà cô kính nè, mắt kiến nè. Hai đứa cháu. Bà có. Nhìn ra bà luôn. Bà có. Cái nghề diễn xuất là cái nghề của tụi cô. Cho nên khi mà bốc được cái vai 70 tuổi thì đối với cô thì nó cũng chẳng có gì khó khăn. Nhưng mà có một cái ở đây là mình tìm đồ thì nó hơi bị khó, là tại vì không phải đồ của mình sống ra. Cho nên nó cũng nhờ cháu cố chạy. Bà cố ơi, cái này được nè. Rồi cái bà cố ơi còn thiếu sợi dây nịt. Vui là tại vì cháu biết ông già là phải mặc như thế nào, rồi phải hóa trang như sao, thì theo cái ốc non nớt của nó mà nó được tới như vậy thì bà cố mừng quá. Thật ra là vì diễn viên cho nên chuyện hóa thân không khó. Chỉ có cái là bây giờ mình ở cái tuổi này mà mình đi hóa thân 18 tuổi thì tất cả là cũng chỉ gì là tham gia chơi với cháu thôi. Nhưng mà cũng may là ở trong một cái siêu thị có khá đầy đủ đồ đạc, cho nên là chúng tôi đã lựa được rất là nhiều những cái thứ để mà phụ kiện, để mà hỗ trợ cho mình. Phần nhiệm vụ hóa trang thành ông già 70 và cô gái 18 của cố Kiều Mai Lý và bà nội Kim Xuân đã xong. Tiếp theo, để biết được điểm của phần thi này như thế nào thì nhiệm vụ của Rio và Suri là mỗi bạn hãy tìm đồng thời thuyết phục được 5 khách mời về làm giám khảo. Con gặp mấy cái cô cậu đó. Nói gọi là coi bà cố con quá trang đẹp lắm nghe không? Cô ơi hoặc là chú ơi, đi đến đây với con để coi bà nội con quá trang đẹp lắm. Con đi rồi, con đi vòng lần đó đi. Con ra đi tới là hỏi mấy cái cô đó đi. 5 người, nhớ 5 người. 5 người đúng rồi, nhưng mà 5 người đúng rồi. Đúng 5 người. Thôi nhưng mà không được kêu quá giật nha. Không được kêu quá giật nha. Đi tìm người nha. Cái tụi ơi bà cố, cái này nữa mới đẹp nè bà cố, cái này mới giống ông già nè. Vậy hả? Cái này mới giống ông già. Cái này mới giống ông già. Còn thiếu sợi dây nịt nha. Vậy hả? Đi kiếm tự sợi dây nịt cho bà cố luôn. Trời ơi thấy thương á. Nãy nói thì chọn bông cho em. Xong cái chọn đồng hồ, nó chọn đồng hồ cho nó luôn. Vậy con. Con ơi. Mạnh dạn tự tin lên nào Suri và Rio ơi. Con mời được chưa? Chưa được. Con lại đi, lại mời mấy chú đi. Con mời mấy chú mới nè, mấy chú đang đứng coi nè, con mời chú này. Con nghĩ là chắc nó không dám quá, nó sợ. Hơi bị khó cái vụ mà nó đi mời người ta lắm. Để coi cháu nó tiếp xúc với những người đó, coi nó có chịu nói hay là không đây nè. Cô chú ơi, bà cố con quá trang hình ông già mất cười đó mới chồng á. Dạ
cố ạ. Sao con? Bà cố con quá trang đàn ông. Ông già 70 tuổi chồng á. Bà cố ông bao nhiêu tuổi? Bà cố mấy tuổi con không biết nữa mà bây giờ bà cố con quá trang hình ông già 70 tuổi chồng á. Thì bây giờ con muốn cô làm sao? Cô vô giám tiệm giùm. Cô vô giám điểm á hả? Giám điểm. Giám điểm như bà cố con á. Ra đi. Con kêu được một người rồi. Con mời được một người rồi hả? Thêm đi con, thêm nữa đi. Chúng ta chỉ con. Con nói lớn lên, con nói nhỏ thôi chú nghe. Thôi qua bên nội con. Cảm ơn chú. Chú đi đi tìm tiếp đi con. Đi tìm tiếp nha. Đi mời. Mà cố con quá trang bảy ông già. Ông già 70 tuổi chồng á. Cô ơi vô chấm điểm giùm mà cố con. Con kêu được một người nữa. Con kêu được một người nữa hả? Trời giỏi quá. Mà cố con quá trang ông già cũng cười luôn. Vô chấm điểm giùm mà cố con con. Chú ơi dạy bà nội con. Sao con? Chú ơi bà lại bà nội con. Trời thấy thương quá à. Thấy thương quá à. Bà cố con quá trang. Ông già 70 tuổi á. Ôi cảm ơn cô nhiều nha cô. Dạ. Vô đây cô, vô đây. Dạ. Con gọi cô chị con. Con chị bà nội con. Chơi bà nội đi, bà nội đâu? Hôm nay dạ. Con với bà nội cô sáng bà đi. Con dẫn cô đi à? Cô dễ thương quá à. Đâu dạ. Bà nội đâu? Đây bà nội đây. Cháu không bà nhớ nói. Bà nội trẻ quá. Thì bà nội đang giả cô gái 18. Bà nội thì... bà nội đi với con gái hả? Hay là người quen? Cháu ạ. Thế em xin mời cả hai người. Cô ơi, bà cố con giả ông già 70 tuổi á. Mắc cười lắm. Cô tới cô chấm điểm giờ mì không có ai chấm điểm đó hết trơn á. Ở đây cô. Bà cố con đứng. Bà cố. Đây rồi, giỏi quá rồi đó. Bà nội cho em hóa trang. Thế hả? Ok. Qua đây con, qua đây. Chị Xuân. Chị em vô đây giùm chị. Chị thì quá trang 18, còn chị Kiều Mai Lý thì quá trang ông già 70. Đây là cháu cố của cô Kiều Mai Lý. Đây là cháu nội của chị Xuân. Thì chị Xuân và chị Kiều Mai Lý sẽ biểu diễn từ dưới này đi lên. Để ai chấm coi ai làm gái 18 giống, ai làm ông già 70 giống. Dù ban đầu còn chút rụt rè, nhưng chỉ một lúc sau thì cả Rio và Suri đều mạnh dạn hơn trong cách trình bày và thuyết phục người lạ về chấm điểm cho phần thi của bà. Hơn nữa, mỗi bạn còn thuyết phục đủ 5 người đúng như chương trình yêu cầu. Các giám khảo khách mời này sẽ chấm điểm cho phần hóa trang của bà nội Kim Xuân và bà cố Kiều Mai Lý ra sao? Giống không? Giống. Giống ông già 70 tuổi chưa? Dạ giống rồi. Vậy thì mình đi. Con vỗ tay đi, vỗ tay đó bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bình chọn nhé. Có quyền được bình chọn cả hai người. Một chủ đề là cô gái 18 tuổi. Một chủ đề là người đàn ông 70 tuổi. Và toàn bộ
ngoại hình của hai bà ngày hôm nay là có sự hỗ trợ của các cháu tư vấn. Wow. Yeah. Yeah. Chấm điểm từng đội một nhau. Hai, đồng ý bình chọn cho đội của diễn viên Điện Bùi Kim Xuân và bé Suri. Xin mời giơ tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cánh tay xin chúc mừng Suri. Hai, đồng ý bình chọn cho diễn viên Kiều Mai Lý và cháu Mio. Xin mời giơ tay. Vậy là hành trình 2 ngày 1 đêm đã khép lại với muôn vàn niềm vui được nhân thêm trong từng khoảng thời gian, từng khoảnh khắc mà bà cùng cháu trải qua khi cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ của chương trình. Hai cháu ngày càng tự tin hơn và lớn dần lên, còn bà thì như trẻ lại khi được ngắm nhìn nụ cười hồn nhiên, được vui đùa và lắng nghe giọng nói đáng yêu của các cháu. Chúng tôi không nghĩ tất bật với chuyện chuyên môn của mình mà chúng tôi lại dành được 2 ngày để đi chơi với cháu. Quả tình là đây sẽ là một cái kỷ niệm rất là khó quên. Không bao giờ quên. Không bao giờ quên, một câu nói, một cảm xúc có lẽ không chỉ dành riêng cho bà cháu của nghệ sĩ Kim Xuân và nghệ sĩ Kiều Mai Lý, mà còn là cảm xúc dành cho cả những người thực hiện chương trình. Tuần sau, câu chuyện thú vị nào sẽ diễn ra và những ai sẽ cùng tham gia chuyến đi 2 ngày 1 đêm này? Mời quý vị khán giả cùng đón xem.